phát hiện chân trẻ em bị tháo khớp ở dưới kênh nước. Thưa quý thính giả, ngày 2 tháng 3, Phòng Cảnh sát Hình sự PC45 Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an huyện Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai tổ chức điều tra làm rõ vụ một phần thân thể người trôi ở kênh nước. Theo công an, sáng 26 tháng 2, người dân đến kênh nước Năm Căn ở xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch thì thấy vật thể lạ. Đến gần kiểm tra, họ phát hiện đó là chân của trẻ em đang trong quá trình phân hủy. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng có mặt phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm pháp y phục vụ điều tra. Nhà chức trách nhận định phần thân thể trên là chân của trẻ em khoảng 10 tuổi bị tháo khớp từ đầu gối trở xuống. Cơ quan điều tra đang xác minh tìm tung tích nạn nhân để làm rõ vụ việc.